rồi mới tính được.
cũng cảm Bích Sơn lắm. Tôi đáp lại, nè, đã viện dẫn tổ nghiệp ra thề, đừng có nói điên. Ông tổ ông lấy nghề lại nghe Hữu Phước. Hữu Phước le lưỡi, chắp tay hướng về bàn thờ tổ xá xá. Không biết Bích Sơn có biết cái bụng lẹo tẹo của Hữu Phước không, nhưng cô ta khôn khéo, không cãi lời, không từ chối, vì cô biết là các ký giả sẽ không tán thành với cái màn bồng một diễn viên mà phải ngâm bốn câu thơ. Hoại chăng có kép hát lực sĩ thì mới có thể thực hiện được cái màn đó. Nhớ những kỷ niệm vui trên sân khấu hơn 60 năm rồi, hồi đó thì nghệ sĩ làm sao hát cho nó hay để khán giả xem. Tuyệt nhiên thì không ai ép nghệ sĩ hát như thế này hay là hát như thế kia. Cái ý giản dị là hát cho hay, cho khán giả xem. Vì vậy mà hồi trước 1975 có nhiều tuồng hay, nhiều nghệ sĩ ca ngâm tuyệt diệu. Nhớ hoài cái thời hoàng kim của cải lương trước năm 1975. Tác giả Nguyễn Phương. Nguồn cải lương việt nam.com.